Mến chào cả nhà. Vừa mới về hoa giấy phôi khủng khủng luôn cả nhà. Quả trời to bự mà đẹp luôn, rất là nhiều luôn. Đêm qua trời mưa, quá trời luôn. Phôi khủng khủng đẹp đẹp không? Rất là nhiều luôn cả nhà. Đây. Cây này nó một cốt mà nó cũng quấn đẹp hết biết luôn nè. Đó. To to không? Cái này là thường là nhà vườn trồng trồng sữa rễ lần hai là trồng cây nó tốt lên rồi. Rồi mới bắt đầu đào cái phôi lên. Rồi trồng lại nữa, phôi nó mới to. To tốt như vậy luôn, to cao đẹp luôn, rễ phôi mới đẹp. Vườn này là vườn hoa giấy ba gái nha cả nhà. Phôi về rất là đẹp luôn. Cả nhà mua thì liên hệ với nhà vườn có số điện thoại mình để cho cả nhà thấy đi, cả nhà liên hệ với nhà vườn để mua những cái phôi hoa giấy này. Bên đây là phôi khủng không à, phôi to 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 không nào. Mình mà đào hoa giấy lên rồi á, mình trồng xuống liền không cần phun thuốc á, một tuần lễ sau mình ghép được. Còn mà phôi hoa giấy đi xa thì cả nhà phải cho nó lên tược xanh tốt rồi mình mới bắt đầu mình cắt ghép được. Thời gian trồng cũng phải 1 tháng á, mình mới ghép được là những cái phôi hoa giấy á đi xa. Còn phôi hoa giấy mình mới đào lên là 1 tuần lễ là mình ghép được rồi. Còn mấy cái phôi này thì cả nhà mua về thì mình phải dưỡng 1 tháng rồi mình mới ghép được nha cả nhà. Quá trời phôi đẹp 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 không, rất là nhiều luôn. Vườn bán phôi rồi bán đủ loại hoa giấy, đủ màu sắc hết trơn, cây giống rất là nhiều. Mỗi lần mà thu hoạch cái vườn phôi như vậy là hôm giống to to không, nên làm cây giống rất là tốt. Nè, mấy cái hôm hôm nhánh này giữ lại làm giống được hết. Canh canh đó. Đấy, đẹp đẹp không à. Dài dài mình đi dài dài cho cả nhà xem tất cả các phôi nha. Để tuốt ngoài kia luôn. Đủ hình thù, dáng quái quái. Ôi, cái phôi này cái dáng nè. Đẹp quá luôn cả nhà. Đây đang chuẩn bị xuất hàng bán nè, hết rồi bạn. Đó, xích đi xuất bán đi á. Bao bọc rất cẩn thận luôn. Bao bọc là rất kỹ lưỡng cẩn thận để không bị đầy xước cái phôi. Coi nha cái nhà. Cái này là mới đem lên luôn. Chưa rửa sạch, mới đem về. Chi nhánh cũng đẹp luôn, chi nhánh này nhiều, ghép được nhiều màu nè. Trồng là tự động nó tét mấy cái bao ra hết. Quá trời, nó bị xước một chút. Này mua keo liền xẹo xích vậy. Cái này cao quá luôn. Này một cốt mà đẹp lắm. Một cốt nè. Cao tuốt luôn này luôn. 3 mét. 2 mét rưỡi 3 mét. Một cốt cái rễ cái đế đẹp quá luôn. Đây thì chi nhánh rất là đẹp luôn. Đây. Cái này rễ nó bệnh rồi cả nhà. Quá đẹp. Khủng khủng. Cái này trồng từ 3 năm, 3 năm mình mới thu hoạch được những cái phôi như thế này.
đẹp lắm. Khủng khủng không à, thích lắm, mê lắm luôn cả nhà. Mới về mình trồng thời gian lâu là cái rễ nó trắng ra nó đẹp lắm, còn mới đào lên thì rễ nó màu nó chưa lên đẹp. Quá trời mấy cái phôi này nè, khủng khủng không, rất là thích luôn. Trời cái này nhìn nó độc lạ vô cùng. Nhiều lắm cả nhà. Cả nhà đến vườn thì mình mua lẻ cũng được. Ngoài phôi hoa giấy thì nhà vườn có bán cây giống các loại hoa giấy luôn, rất là nhiều. Cái này ghép thành công rồi nè. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem. Và kính chúc cả nhà luôn vui, khỏe, may mắn, an lành.